Sau 3 giờ đàm phán căng thẳng tại trại Bosik ở thủ đô Berlin của Đức, thì cuộc gặp 4 bên giữa các ngoại trưởng của nhóm Normandy bao gồm Ukraine, Nga, Đức và Pháp đã kết thúc. Những kết quả bước đầu đã được ghi nhận nhằm hướng đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Cuộc họp kết thúc vào ngày hôm qua 21 tháng 1 đã cùng đi đến quan điểm nhất trí các bên xung đột tại miền đông Ukraine phải rút vũ khí hạng nặng khỏi vùng phi quân sự theo thỏa thuận Minsk hồi tháng 9 năm 2014 vừa qua, cũng như phân định ranh giới giữa khu vực chính quyền Kiev và lực lượng đòi độc lập tại miền đông Ukraine kiểm soát. Tuyên bố chung của Ngoại trưởng 4 bên đưa ra sau cuộc họp cũng nhấn mạnh chỉ khi thỏa thuận Minsk ngày 5 tháng 9 đạt được những bước tiến cụ thể, cuộc gặp thượng đỉnh Normandy tại Astana, Kazakhstan mới có cơ hội diễn ra. Tuy nhiên, những kết quả bước đầu này sẽ chứng minh được tính hiệu quả trong những ngày sắp tới tại Ukraine. Sau cuộc họp, các bên đã đạt được sự đồng thuận về đường ranh giới và tiếp theo đây sẽ tiến hành rút vũ khí hạng nặng theo đúng thỏa thuận Minsk. Đồng thời, cuộc đàm phán đã đạt được những tiến bộ đáng kể, song điều này chưa có nghĩa sẽ đem lại bước đột phá cho vấn đề miền đông Ukraine. Các cuộc đối thoại này diễn ra trong bối cảnh khu vực miền đông Ukraine đang đối mặt với nguy cơ giao tranh tổng lực sau khi chính phủ Ukraine tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát khu vực phía đông.